Xin chào mọi người, đây là con Colossi Pro dựng cho một em trai ở Kiến Sương Thái Bình. Trước đấy thì em đã mua ở Nội Bài con Sulami ủng hộ Nội Bài. Đợt này thì em ấy muốn nâng cấp lên khá là nhiều nên bố bảo là thôi dựng con mới luôn, nâng cấp chi. Thì em ủng hộ Nội Bài con thứ hai, đó là con Colossi Pro phiên bản này là màu đen vàng nhá. Con này thì bạn đấy là trước đấy bạn đi là vành sau là 7 phân trước ba đao, và bây giờ bạn chơi một thời gian thì muốn tối ưu luôn về trọng lượng. Trọng lượng nhẹ nên bạn lên rất là đổ rất là nhẹ luôn. Còn Colossi này tổng trọng lượng của nó khoảng khoảng 7 cân 6. Trời ơi, quá là nhẹ luôn, các bạn thấy không? À, lên đây thì bạn ấy yêu cầu là lên cấu hình nhẹ nhẹ chút thì mình đã tư vấn cho bạn một con Colossi nhá. Thì mình lên bánh cho bạn đấy là bánh Intro 7 này. Đấy. Con này thì khung nhôm càng carbon rồi, này vô tăng carbon, baluwe, nylon check carbon, túi đĩa PowerPoint chrome sao nhá. Xích IBL của Đài Loan này. Đấy, và lốp thích slick này. Yên này là sử dụng NSLA này, thấy các bạn thấy không? Một con xe này chỉ có mỗi ghi đông mới càng với vô tăng carbon mà nó nhẹ có 7 cân mấy, còn nhẹ rất là nhẹ luôn. Tính ra là nó CC mấy con không carbon thôi. Đó thì là đây là một cái mẫu xe mà mình build cho bạn ấy, tổng thiệt hại là vào khoảng tầm 16 củ hơn đó. Mọi người đang có nhu cầu build một con xe đẹp chất thì có thể tham khảo mẫu Colossi đấy nhá. Các anh em cần màu nào thì liên hệ ngay em Lương Hà Nội Bay nhá. Cảm ơn mọi người ạ.